Giờ sao đại ca? Có lẽ là câu nói quá đỗi nổi tiếng của Vodka khi nó luôn đi cùng với mớ rắc rối của hắn. Tuy nhiên, giờ đây gã đã có thể bắt trend chôn chôn Việt Nam để làm cái cớ bao che cho độ báo của mình. Không thể phủ nhận với những lựa chọn sai lầm của Vodka, không ít thì nhiều đã gây ra những tổn thất không nhỏ cho tổ chức. Và người hứng nhiều nhất chắc cũng chỉ có đại ca mà hắn luôn miệng gọi. Nhưng cũng mong những gì Vodka làm chỉ là chôn. Vì nếu đó là sự thật thì tôi lại càng không hiểu tại sao hắn lại được Jin giữ bên mình lâu đến vậy. Và nối tiếp series Top các vụ án bắt trend muộn chôn chôn Việt Nam, hôm nay Anime Rewind sẽ mang đến cho các anh em top 4 những vụ án báo nhất của Vodka. Và đây cũng là dịp để anh em được thấy Jin vì thằng đệ này mà phải cực khổ đến nhường nào. Mở đầu cho video cũng chính là vụ án đầu tiên khiến Shinichi tèo nhỏ chỉ vì sự nóng vội nhất thời của tổ chức. Người ta thường bảo, trước những cơn bão luôn là bầu trời bình yên. Với cái tính thám tử, hiện tại Shinichi vẫn đang đắm mình vào những vụ án nơi thằng nhóc không một chút dè chừng phô bày tất cả những kỹ năng của mình vạch mặt tên hung thủ. Từ chỉ đích danh hắn ta đến hạ gục gã bằng một cú sút. Không chỉ quật ngã hung thủ mà còn đá mọi đối thủ khác ra khỏi tờ báo đầu và giành trọn trang ngay sáng hôm sau. Đây có thể nói là thời kỳ hoàng kim của cái tên Shinichi khi cậu nổi như cồn. Không chỉ được mọi người nhớ mặt biết tên mà đến cả cảnh sát cũng 3-4 phần nể phục bởi tài không đợi tuổi này. Nhưng cũng vì danh tiếng quá lẫy lừng của cậu mà điều này đã vô tình khiến ông bác nhà ta luôn trong tình trạng thất nghiệp. Tạm gác lại sự cay cú đó từ Ran, cô vừa thắng giải Karate Do thành phố và như lời hứa trước đó, Shinichi sẽ cùng cô nàng đi đến công viên Tropical Land và mọi chi phí hoàn toàn là thằng nhóc chi trả. Với vẻ ngoài như thể không mấy bận tâm, nhưng hơn ai hết, Shinichi cũng đang cực kỳ hào hức cho ngày hôm ấy. Tuy nhiên khi đến buổi đi chơi, sự tập trung của cậu đều chỉ xoay quanh Holmes và những câu chuyện trinh thám. Với khả năng sắc bén, Holmes ngay từ lần đầu gặp trợ lý Watson, ông đã biết được ngay người này từng là bác sĩ quân y ở Afghanistan, chỉ cần thông qua việc bắt tay. Có vẻ như Shinichi rất tâm đắc chuyện này, nên khi vừa dứt lời, cậu đã tiện tay nắm luôn tay của cô gái đứng bên cạnh và biết được rằng người này có tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Để có được đáp án này, thằng nhóc đã phân tích vết chai trên tay cô gái và cả vết thâm ngay phần xương chậu của cô do phải hay tập luyện xả lệch. Ngay sau đó, có lẽ cu cậu còn định ứng dụng việc bắt tay để phán đoán xung quanh, nhưng lại bị cản bởi một cặp đôi đang ôm ấp. Tuy nhiên, Shinichi vẫn không thôi ngừng kể về Holmes và chúng chỉ kết thúc khi cả hai đã lên một chuyến tàu lượn siêu tốc, chứng kiến một thảm kịch kinh hoàng. Ngay khi tàu xuống dốc và Shinichi kịp cảm nhận được có một giọt nước rơi vào má mình, thì đến khi con tàu ra khỏi tầng hầm, cái đầu của người ngồi phía sau thằng nhóc cũng chẳng còn. Máu cũng vì thế mà bắn ra khắp nơi. Tạm quên những vụ án cấm chiếu do có tính chất máu me đi. Vì vụ này nạn nhân còn đứt lìa đầu ra khỏi cổ, độc lại còn mỗi cái mình. Ngay chính vết đứt ở cổ còn chẳng bị che lại, thậm chí hình ảnh kinh dị ấy còn xuất hiện ở hẳn vài khung hình sau đó. Phong tỏa hiện trường, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt. Sau khi xem xét nạn nhân, Shinichi đã đưa ra kết luận hung thủ chính là một trong 5 người đã leo lên chiếc tàu cao tốc ấy. Và bọn họ lần lượt là Hitomi, Reiko, Aiko và hai tên áo đen bí ẩn. Tạm bỏ qua bọn chúng thì 3 người đầu đều là bạn của nạn nhân tên Kishida, trong khi Aiko là bạn gái của anh. Vị trí ngồi trên tàu lần lượt là Hitomi cùng Reiko hàng đầu, tiếp đến là Shinran, sau lưng họ là nạn nhân và cô bạn gái. Đến hàng cuối cùng là hai tên áo đen, cứ lén la lén lút từ đầu buổi đến giờ. Mọi người khi ấy đều thắt đai bảo vệ, nên hoàn toàn không thể di chuyển. Do đó, kẻ bị tình nghi lớn nhất lúc này chính là cô bạn gái ngồi cạnh nạn nhân. Đã thế, trong túi cô còn tìm thấy một con dao dính máu. Đến lúc này, dù chưa chắc chắn, nhưng Megure đã nhanh chóng kết tội Aiko, trong khi hai tên áo đen Jin và Vodka cũng dần mất bình tĩnh mà la hét đòi về. Nhưng khuôn mặt Shinichi bỗng trầm lại và đưa ra suy đoán của mình. Tên hung thủ lại chính là Hitomi. Nếu Aiko là hung thủ thì cô hoàn toàn thừa thời gian vứt hung khí đi, mà hà tất gì lại bỏ nó vào túi để mọi người phát hiện. Để cắt cổ nạn nhân, hung thủ đã dùng dây đàn piano được cột vào một chiếc móc câu. Khi tàu chuẩn bị xuất phát để thoát khỏi đài an toàn, Hitomi đã đặt một chiếc túi sau lưng. Việc này đã tạo ra một khoảng trống để giúp hung thủ chui ra. Sau đó là lợi dụng lúc đang đi trong hầm, hung thủ nhoài người về phía sau và móc dây đàn piano vào cổ nạn nhân rồi bỏ móc câu xuống đường ray. Từ đó nhờ tốc độ của con tàu mà cắt đứt đầu anh. Bằng chứng là khi xếp hàng vào chơi, Shinichi có một cuộc trò chuyện nhỏ với Hitomi, nên cậu đã nhanh chóng chú ý đến sự mất tích của chuỗi ngọc trai mà cô đeo. Đó rất có thể là sợi dây đàn được sâu chuỗi thành ngọc trai để che giấu, trong khi chiếc túi lại đựng cái móc câu.
Và thứ tiếp theo tố cáo cô chính là khả năng dẻo dai mà bộ môn thể dục dụng cụ mang lại, từ đó hỗ trợ hung thủ nhoài người ra phía sau một cách dễ dàng trong bóng tối. Và rồi vụ án kết thúc ở đó khi chính tên hung thủ đã bật khóc. Khóc to giống hệt cái lúc mà cô chuẩn bị giết nạn nhân, và giọt nước mắt đã rơi vào mặt Shinichi, cũng chính là nước mắt của cô. Nguyên nhân khiến một cô gái lại chọn cách cực đoan kết thúc mạng sống của nạn nhân xuất phát từ tình yêu. Trước khi vào đại học, giữa nạn nhân và tên hung thủ đã có quan hệ tình cảm. Nhưng sau khi gặp Aiko, anh đã nhanh chóng chia tay Hitomi để đến với Aiko. Từ đó chúng khiến Hitomi nổi hận mà ra tay giết nạn nhân ngay tại nơi bọn họ hẹn hò đầu tiên. Vụ án như thế đã xong, nhưng chuyện hai tên áo đen thì vẫn chưa. Bọn chúng không liên quan đến vụ án, nhưng hành động của cả hai đã tố cáo chính họ cũng chẳng phải là kẻ đàng hoàng gì. Đầu tiên là tên Vodka liên tục tỏ ra cọc cằn và quát rất to trong lúc đang lên chuyến tàu lượn. Chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Shinichi. Đã thế đến khi phá án gặp cảnh sát, như có tật giật mình, cả hai nhất là Vodka liền tỏ ra sợ sệt. Với những gì đã quan sát, chúng thôi thúc Shinichi bám theo bọn chúng và phát hiện cảnh Vodka đang tống tiền một người đàn ông. Việc đang nói ở đây chính là hành động ngạo mạn nhưng chứa đầy sự lơ là của hắn khiến chính Vodka không nhận ra sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Cứ thấy tiền hay chút cái lợi trước mắt là lý trí hắn liền trở nên ngu muội hẳn đi. Nếu không có Jin cáo già rình phía sau thì có lẽ ngày hôm nay Shinichi đã phá tận được hai vụ án. Tuy nhiên nếu Shinichi đánh ngờ được chúng thì Jin cũng đã sớm để tâm đến thằng nhóc. Thế nhưng chỉ không ngờ là khi đánh ngất cậu, Jin lại cho Shinichi uống viên APTX, khiến cậu bị tèo nhỏ vì lầm tưởng đây là thứ thuốc giết người, không để lại dấu vết. Và cũng nhờ vậy mà về sau cái tên Edogawa Conan mới được ra đời, chính thức trở thành nỗi ám ảnh của tổ chức áo đen. Không chỉ riêng Conan quay trở lại hành Jin, mà đến cả tên đàn em cũng báo hắn không ít. Nếu như đã nói tính hấp tấp đã khiến cho cảnh tống tiền bị Shinichi bắt gặp, thì cái nét ấy đến tận bây giờ vẫn được giữ nguyên. Nổi bật lại có vụ cuộc gặp gỡ của Vodka, nơi mà không có Jin thì chắc mộ Vodka cũng đã sớm xanh cỏ. Muốn kể câu chuyện này thì phải quay lại chap 114, nơi mà thành viên tổ chức tên Tequila lần đầu xuất hiện. Cuộc trò chuyện giữa ông và Vodka khi ấy đã được Conan nghe lén được, từ đó chúng khiến thằng nhóc đâm ra nghi ngờ và bám đuôi đến cùng. Tuy nhiên, tên này lại vô tình vướng vào vụ án khi bị tên hung thủ giết nhầm và rồi chết trong toilet cùng quả bom vừa phát nổ, thổi bay những thông tin ít ỏi mà thằng nhóc vừa góp nhặt được. Thế nhưng, đó lại là cơ duyên để đến những chap 377, Tequila lại một lần nữa bị réo tên, khiến Conan nhanh chóng phát hiện ra sự liên quan mà lập tức nhập cuộc. Lần này là câu chuyện xoay quanh một nhà lập trình game tên Suguru Itakura. Trong vụ án đó, Itakura được báo là đã mất tích và chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Nhất là mỗi khi đến deadline, ông này lại biệt tâm. Lần này là sự vắng mặt của Itakura đã kéo dài đến tận một tuần. Những người hợp tác với ông cũng dần mất kiên nhẫn nên đã quyết định nhờ Mori tìm người. Đối với sự mất tích của ông, một trong những nghi phạm đầu tiên khi ấy chính là Tequila. Khi người này được cho là đã từng tìm đến Itakura vào 2 năm trước. Với khuôn mặt dữ tợn và thân hình cao to, Tequila bị mọi người nghi ngờ là đã bắt cóc nạn nhân. Tuy nhiên sau lần chết trong vụ nổ ở trang 114, cái tên này đã bị loại khỏi diện tình nghi. Thế nhưng chính vụ án của nhà lập trình game Itakura đã mở ra cho Conan một chuỗi sự kiện mới liên quan đến cuộc gặp mặt với Vodka. Dù rằng lúc tìm tới nơi Itakura lẩn trốn, chuỗi thông tin của thằng nhóc lại bị cắt đứt khi phát hiện ra ông đã chết trong khách sạn và tên sát nhân khi ấy cũng không liên quan gì đến tổ chức. Động cơ ra tay của hắn chỉ là trả thù riêng, nhưng trong lúc phá án, Conan đã tìm thấy được nhật ký của nạn nhân khi ông này được cho là có hợp tác và liên quan trực tiếp đến tổ chức sau lần gặp Tequila 2 năm trước. Và vụ án mà chúng mình sắp kể cũng rơi vào đúng thời điểm này. Biết rằng trong nhật ký ấy, có thể ở đó sẽ chứa thông tin về tổ chức. Thế nên ngay trong đêm, Conan đã nhanh chân chạy đến nhà Agasa để cùng nhau mở ra chiếc hộp Pandora này. Ban đầu những dòng nhật ký nhàm chán đã khiến Conan lầm tưởng Itakura chẳng qua chỉ là được bọn chúng nhờ làm một phần mềm nào đó. Nhưng kể từ ngày 7 tháng 3 trở đi, những dòng chữ ẩn xuất hiện ngày càng nhiều, xuất phát từ việc sợ bị kẻ khác đọc trộm nên ông đã giấu nó đi và trong đó toàn là những thông tin về cuộc chạm mặt giữa ông với tổ chức. Kể từ sau khi Tequila đến thì 10 ngày sau đó ông đã thực sự bị khủng bố tinh thần. Bút trên bàn xê dịch, nhà bị đột nhập, dù đã thay ổ khóa và lắp camera nhưng ông vẫn không thu được gì. Vì không có bằng chứng nên cảnh sát đã không tin những gì Itakura nói. Suốt một khoảng thời gian bị khủng bố, ông đã chọn cách thỏa hiệp. Mùng 6 tháng 1, Itakura đã để lại lời nhắn: "Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của các người." Và đến ngày mùng 8 tháng 1, tức 2 ngày sau đó, ông đã nhận được một tờ giấy có dòng chữ OK màu đỏ cùng số liên lạc. Khi gọi vào số ấy, đầu dây bên kia là giọng nữ, người mà sau này được biết chính là Vermouth.
Bọn chúng muốn ông hoàn thành chương trình gì đó trong một năm và hứa sẽ mua lại với giá rất cao. Ngay sau đó thì ông không còn bị ai theo dõi nữa. Nhưng đến khi thời gian trôi qua gần một nửa, Itakura đã nhận ra chương trình đó không chỉ có hại cho mắt của mình mà còn ảnh hưởng đến cả nhân loại. Nên khi còn 5 ngày nữa, đến deadline ông đã không hoàn thành nó mà ôm số tiền trốn ra nước ngoài sống. Và thời điểm Itakura bị giết tại khách sạn lúc Modi tìm đến cũng chính là khoảng thời gian ông đang định ôm số tiền được trả trước cao chạy xa bay qua nước ngoài. Tính từ dòng nhật ký cuối cùng đến nay đã là 4 ngày và đúng hôm Conan đọc được nó chính là ngày thứ 5. Như vậy, theo đúng như kế hoạch, ít phút nữa, bọn chúng sẽ liên lạc với Itakura. Và nhiệm vụ của Conan cần làm là phải giả danh ông để lần mò ra bọn chúng cho bằng được. Để lấy đĩa phần mềm mà Itakura đang làm dở, thằng nhóc cùng Agasa đã đi một chuyến đến biệt thự của nạn nhân. Vì đang bận đưa tin về vụ cướp đá quý vừa diễn ra, nên có thể ngày mai, cái chết của Itakura mới được đưa lên các mặt báo. Và điều này sẽ làm đổ bể kế hoạch tiếp cận của Conan, nên bọn họ buộc phải đi ngay trong đêm. Khi vừa tới nơi thì bọn chúng cũng vừa gửi thư đến, hẹn địa điểm gặp mặt. Nhưng để mở nó lại cần đến mật khẩu. Đúng lúc này, Vodka đã gọi đến. Vì không mở được thư nên Conan đã liều giả giọng Itakura nhằm trao đổi lại với hắn địa điểm. 0 giờ sáng ngày mai, địa điểm là Ga Kenbashi. Nhưng ngày mai báo đài sẽ đưa tin về cái chết của Itakura, nên Conan đã đòi rời lịch và đặt được cuộc hẹn lúc 4 giờ. Cơ mà tên này lại khờ khạo đến mức trong suốt cuộc nói chuyện bị thằng nhóc xỏ dây vào mũi, dắt đi tận một đoạn mà chẳng hề hay biết. Đầu tiên là tiếng động bật đèn báo, hiện có người khác đang ở cùng Conan, vậy mà hắn đã không hề nhận ra đến việc rời lịch liên tục. Vodka cũng không một chút nghi ngờ, và cũng vì đó mà hắn từng bước đi vào cái bẫy của thằng nhóc. Kết thúc cuộc gọi, Conan cùng Agasa đã chạy đến gà đó, nhưng giữa đường lốp xe lại bị thủng, nên bọn họ đành bỏ lại xe và đi nhờ xe của người khác. Và xe bọn họ đi nhờ chính là chiếc BMW do người đàn ông cầm lái và chở theo cô bạn gái ngồi phía sau. Người đàn ông này lái xe rất ẩu. Khi chỉ vừa mới lên xe, bọn họ suýt nữa thì tông trúng một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Ngoài ra cứ đổ lỗi cho đường tuyết khó lái, nhưng bản chất anh này lại điều khiển xe tệ đến mức khiến những chiếc xe khác phải liên tục ẩn còi. Không khí bí bách khó chịu, đã thế còn hay hút thuốc trong xe, chúng khiến cô bạn gái phía sau phát điên bắt anh ta ngừng ngay hành động đó lại. Đồng thời kỳ lạ là đến cả miếng dán nhắc nhở thời gian bảo hành của chiếc xe mà anh cũng chẳng nhớ. Nó là tháng 5 năm nay nên tờ giấy dán ngoài xe sẽ là số 5. Nhưng do khuất tầm nhìn mà Conan đã bảo đó là số 2. Nhưng không hiểu vì sao dù là chủ chiếc xe ấy nhưng anh lại tin lời thằng nhóc nói là thật. Càng nhìn thì cả hai người trên chiếc xe này có gì đó lạ lắm. Nhưng khi đến chốt kiểm tra, Conan lại không báo điều đó cho thanh tra Misao đang đứng trực mà đợi đến khi xe tiếp tục lăn bánh mới ra tay vạch trần chúng, chính là ba tên cướp đang lẩn trốn. Trên xe có hai tên, trong khi tên còn lại bị thương ở chân, khó lẩn trốn nên đã núp vào cốp xe. Bằng chứng là nằm trong những pha lái xe rất ẩu của người đàn ông. Vì đây là chiếc xe nước ngoài do bọn chúng cướp được, trong khi xe Nhật và nước ngoài bị ngược nhau, nên hết nút xi nhan đến tay lái bên trái đã khiến hắn không kịp thích nghi và kết quả là liên tục lái xe lệch khỏi làn đường. Và việc bọn họ cho Conan cùng Agasa đi nhờ là để trốn khỏi chốt kiểm tra của cảnh sát. Vì có trẻ con và người già thì trông sẽ giống như cả gia đình đang đi du lịch hơn, từ đó thoát khỏi nghi ngờ. Nhưng bọn chúng lại chẳng ngờ việc rước thêm thằng nhóc đã khiến tất cả bị bại lộ. Và cũng vì đã lộ nên người phụ nữ đã hướng khẩu súng vào đầu Conan, trong khi thằng nhóc đã kịp bắn kim gây mê vào người đàn ông cầm lái, khiến gã thiếp đi. Ngay sau đó, Conan đã nhào đến kéo phanh xe. Chiếc xe BMW ngừng đột ngột. Người phụ nữ còn lại cũng bị dẹp gọn bởi phát minh mới của tiến sĩ là thắt lưng mặt bóng. Mục đích là tạo ra quả bóng có giãn tốt, được bơm thêm khí ga đã khiến kích cỡ của nó lấp cả ghế sau của xe, khiến tên này mắc kẹt hết đường chạy trốn. Nói đến đây thì cũng đã gần đến địa điểm gặp mặt, nên Conan đã giao mọi thứ lại cho Agasa trong khi bản thân mình tự đi bộ. Và đây cũng là lý do khiến thằng nhóc đã không tố cáo bọn cướp với cảnh sát, vì điều này có thể khiến cậu bị cảnh sát giữ lại, làm trễ giờ, do đó Conan mới quyết định tự tóm bọn chúng. Trong khi đó, Vodka cũng đã đến địa điểm hẹn trước. Dù chẳng thấy Itakura đâu, nhưng điều đó lại không khiến hắn mảy may nghi ngờ, mà còn đần độn chạm vào chiếc đĩa phần mềm đã để sẵn trong hộp tủ. Trên chiếc đĩa có một lớp băng dính, mục đích để Vodka phải cởi găng để bóc nó và làm lưu lại vân tay. Trong khi đó, dù được đồng đội báo là Itakura không hề xuất hiện, nhưng hắn không một chút hoài nghi mà tiếp tục bóc lớp băng dính trên chiếc đĩa. Đã thế trước đó vì quá nôn nóng nên Vodka còn phun cả điếu thuốc lá chứa nước bọt của mình xuống sàn. Và với tất cả những gì đã làm, Conan hoàn toàn có thể chờ hắn rời đi mà tiến hành đem tất cả những thứ này về để xét nghiệm. Nếu thành công,
không chỉ thân phận Vodka bị lộ, mà đến cả thông tin tổ tông ba đời của hắn cũng khó mà giữ nổi. Nhưng rất may cho đứa em trai khờ khạo, Jin lại cao tay hơn như thế rất nhiều. Hắn ra tay ngăn chặn và dọn sạch những gì Vodka đã sơ ý để lại. Không những thế, còn phát hiện cả máy nghe trộm mà Conan đã gắn. Khác với sự ngây thơ của Vodka, Jin luôn hoài nghi về mọi thứ và bắt đầu lục soát tất cả các hộp tủ đồ gần đó, vì biết đâu kẻ đứng sau những việc này đang trốn ở đây cũng nên. Và khi bị dồn vào đường cùng, suýt nữa bị hắn phát hiện, thì Jin bỗng ngừng lại và bỏ đi. Trong khi đó, vì thiếu oxy nên thằng nhóc cũng ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì cũng là lúc Habara cùng chiếc kính định vị tìm được cậu. Nói đến đây thì phải thừa nhận pha bắt bài của Jin thực sự quá tài tình. Nếu Conan không được ông bà độ thì có lẽ cái bẫy do chính cậu đặt ra đã quay lại gây hại đến cho chính bản thân thằng nhóc rồi cũng nên. Trong khi đó, nói đi cũng phải nói lại, tên Vodka trong vụ án này thực sự quá là ngây thơ. Đến cả Jin cũng phải nói, mày để nó điều khiển dễ dàng thế à. Dù ít xuất hiện và lời thoại cũng khan hiếm, nhưng tốt nhất là đừng để hắn mở miệng hay dẫn đầu làm một điều gì cả. Vì nó không thất bại thì kiểu gì cũng bị Conan bắt bài. Điều này xuất phát từ sự dễ tin người đến đáng thương của gã. Không chỉ bị Conan điều khiển trong vụ án tiếp theo đây, cái độ ngốc nghếch ấy càng bộc lộ qua việc hắn quá dễ dàng bị người khác sai bảo, và đó rơi vào vụ chuyến tàu Beltree. Để kể câu chuyện này một lần nữa, chúng ta cần tua ngược thời gian lại vào một tuần trước, khi sự kiện chuyến tàu Beltree hoạt động. Lúc đó đám nhóc đã có một chuyến cắm trại và chẳng may rơi vào một vụ án khác khiến cả bọn mắc kẹt trong căn nhà gỗ đang cháy. Vì khi ấy, Conan đã không kịp đến cứu nên Habara đành phải uống thuốc giải APTX để tự cứu mình. Dù đã kịp thời gian giải cứu cả bọn khỏi đám cháy, nhưng hành động này đã trực tiếp khiến thân phận cô bị bại lộ. Bourbon thông qua việc đột nhập máy tính của ông bác Mori đã phát hiện ra đoạn video có sự tồn tại của cô trong hình dạng Sherry. Thông qua chiếc nhẫn thông hành chuyến tàu Beltree mà Habara khi ấy đã đeo, Bourbon đã ngay lập tức khoanh vùng được địa điểm cô sắp đến. Từ đó tiến hành hợp tác với Vermouth để vạch ra kế hoạch bắt sống Sherry trên chính con tàu này. Mặt khác, ngay trong đêm hôm đó, Vermouth đã gọi điện thoại thông báo chuyện này với Jin. Không chỉ cung cấp thông tin nơi Habara đang ẩn náu là căn ma, mà cô còn yêu cầu Jin không can thiệp vào kế hoạch của mình trước khi con tàu về đến ga. Hiện tại không chỉ duy nhất tổ chức đang nhắm vào con tàu này, mà đây còn là địa điểm lọt vào tầm ngắm của siêu trộm Kid. Nhưng không phải là vào ngày hôm nay, mà là tháng sau. Được biết chuyến tàu vốn chỉ chạy một lần duy nhất mỗi năm, nhưng dưới sự can thiệp của ông bác Jiro Kichi nên sẽ có thêm một chuyến tàu vào tháng sau dùng để tổ chức triển lãm đá quý. Một khi nhắc đến đá quý thì kiểu gì mà Kid chả đánh hơi đến. Vì dù sao đây cũng chính là mục đích của Jiro Kichi, và địa điểm cụ thể đặt viên đá quý sẽ là khoang hạng nhất. Vì chắc chắn tháng sau, Kid sẽ đến khoang này, nên ngày hôm nay khi tham gia vào chuyến đi, Sonoko quyết định lén để lại bức thư tình cảm trên khoang hạng nhất gửi Kid. Không những thế, dưới thế lực của nhà Suzuki, Maran cùng Sera khi đi theo Sonoko cũng có được chỗ ngồi ở hẳn khoang hạng nhất. Tuy nhiên điều này đã kéo theo việc người đàn ông tên Etsuto dù đã đặt trước phòng 8B nhưng vẫn bị đẩy xuống phòng 7B. Ông tức giận và tìm đến nhân viên để khiếu nại. Trong khi đó, vẫn có một số người khác vẫn may mắn đặt được phòng ở khoang hạng 8. Có Taisaku phòng A, Sato phòng C, Hiruka và Natsue phòng D, và cuối cùng là Mari phòng E. Tất cả bọn họ đều có liên quan đến một người đàn ông giàu có. Người đàn ông này khi xưa là bạn Jiro Kichi. Lúc con tàu Beltree hoàn thành 5 năm trước, khoang hạng nhất này đã được thiết kế theo yêu cầu của người đàn ông giàu có đó. Nhưng trong một vụ hỏa hoạn, cả gia đình của người đàn ông đều đã bỏ mạng. Riêng chỉ còn bà Natsue có họ hàng với người đàn ông ấy là còn sống. Không riêng gì bà, những người còn lại đến chuyến tàu ngày hôm nay cũng đều là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ cháy năm xưa. Và như thường lệ, năm nào cũng vậy, tất cả bọn họ đều tham gia vào chuyến tàu thần bí này như một cách tưởng nhớ những người đã mất trong một vụ năm xưa. Và dường như trong vụ cháy có ẩn khuất gì đó, nên khi nghe thấy có sự tham gia của thám tử Mori trên chuyến tàu, chúng ngay lập tức khiến sắc mặt bọn họ bộc lộ rõ sự lo lắng. Conan vừa nhìn liền nhận ra điều đó, nhưng chúng nhanh chóng bị gạt sang một bên khi cậu cùng đám nhóc được mời vào vai thám tử trong trò chơi điều tra phá án được tổ chức trên tàu. Dựa vào chỉ dẫn, cả đám đã đi đến phòng 7B để chứng kiến vụ án. Ở đây, người đàn ông tên Etsuto đã vào vai nạn nhân và khiến cho tụi nhóc chứng kiến cảnh bản thân bị bắn, trong khi người vào vai hung thủ bỏ chạy. Gọi là điều tra phá án gì chứ? Khi mà việc cả bọn phải làm hiện tại chẳng khác gì là đang chơi trò đuổi bắt với tên hung thủ. Tuy nhiên, khi để hắn sống mất, cả bọn một lần nữa quay trở lại phòng Etsuto bị bắn, thì bất ngờ căn phòng 7B mà nạn nhân ở ban đầu lại bị biến thành 8B của Sonoko.
Chạy lùi về thì cả bọn lại đến khoang 6. Vậy là khoang số 7 dường như đã biến mất trong lúc cả bọn họ đuổi theo hung thủ. Thế nhưng trò này làm sao mà lòe được thằng nhóc khi Conan nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Sự thật chính là nhóm của Ran cũng đã nhận được lời mời tham gia vào vụ án với vai trò là tổng phạm. Từ đó bọn họ đã đổi phòng mình với nạn nhân nhằm đánh lạc hướng điều tra của người vào vai thám tử. Vụ án tới đây đã được giải, nhưng khi đưa đáp án cho nhân viên thì nhận được câu trả lời trò chơi phá án thậm chí còn chưa diễn ra. Dù vẫn chưa hiểu gì, nhưng cả bọn định quay lại phòng 8B để tìm người chơi vào vai nạn nhân thì cả bọn mới bàng hoàng phát hiện ra ông đã bị giết. Khi ấy Sera cùng Conan đã hợp lực phá xích cửa xông vào. Đầu tiên cần biết đây là một vụ án phòng kín. Dây xích cửa vẫn còn nguyên lúc mọi người phát hiện ra cái xác. Nó chỉ bị đứt khi Sera cùng Conan phá. Và điều đặc biệt thứ hai chính là trong suốt thời gian xảy ra vụ án, làm sao tên hung thủ có thể ra vào phòng 8B để sát hại nạn nhân trong khi bên ngoài hành lang khoang số 8 này liên tục có người ra vào. Đầu tiên là vì đèn báo của phòng A bị hỏng, nên khi nghe thấy tiếng chuông gọi mà không thấy bất kỳ phòng nào sáng đèn, nên phục vụ lầm tưởng là phòng A đã nhấn chuông mà tức tốc tìm đến. Nhưng khi gõ cửa, người ở trong phòng khi ấy lại là Thái Sa Cư, đã bảo là mình không gọi phục vụ. Lúc này người phục vụ thừa nhận nạn nhân khi ấy vì nghe thấy tiếng ồn ào nên đã từ phòng B bên cạnh có mở cửa và ngó ra bên ngoài trong khi vẫn còn đang nghe điện thoại. Tiếp theo là Marie, khi ấy đang ở phòng E cuối hành lang, nhấn chuông gọi phục vụ phàn nàn về việc phòng mình có một âm thanh lạ, và sau đó là phát hiện ra nó xuất phát từ một chiếc đồng hồ mà ai đó đã bỏ quên. Đúng lúc này thì Hiruka cũng đang đẩy Natsue bước ra từ phòng D, tức là căn phòng ngay cạnh nơi phục vụ đang đứng. Đến khi hai người bọn họ đi mất thì anh phục vụ khai đã trông thấy ở phía xa ở đầu hành lang có phòng nào đó mở cửa. Nhưng vì khi đây là lúc chuyến tàu đang đi trong đường hầm nên anh không thể nhìn rõ đó là phòng nào. Và ngay khi cánh cửa phòng ấy đóng lại thì Satoru từ phòng C bước ra. Lúc này nhóm Conan cũng vừa chạy về sau khi điều tra xong trò chơi phá án để rồi chứng kiến cái chết của ông Etsuto nay trong phòng B. Như đã thấy trong suốt thời gian, từ khi thấy nạn nhân ngó đầu ra khỏi phòng thì dường như không một ai bước vào căn phòng B một lần nào nữa. Cũng vì thế nên ban đầu, mọi người đã nghi ngờ đây là một vụ tự sát khi khẩu súng gây án còn đang được nạn nhân nắm chặt. Nhưng nếu là tự sát, thường khẩu súng sẽ được đặt ở sát đầu nên ở thái dương sẽ có vết bỏng. Đã thế vì đầu súng còn được gắn giảm thanh, điều này càng khiến cho khẩu súng trở nên dài hơn. Do đó để tự sát, nạn nhân cần phải đặt sát nó vào thái dương hơn. Vì nếu cách quá xa, từ chiều dài của súng sẽ gây bất tiện. Tuy nhiên ngoài vết đạn thì thái dương Etsuto chẳng còn có gì cả. Do đó khả năng cao nạn nhân đã bị giết. Ngay lập tức, cuộc điều tra do Conan dẫn đầu đã được mở ra. Không chỉ điều tra mà với mỗi người, thằng nhóc còn đưa ra yêu cầu quái lạ là bắt họ chạy dọc hành lang trong khi bản thân sẽ dùng điện thoại quay lại. Và sau một vòng điều tra, mọi người dường như đều mang theo những đặc điểm nghi vấn, như ông Taisaku đem theo kiếm tre vào phòng, Satoru vác lên tàu bức tranh có khung làm bằng vàng ròng nhưng lại là tranh giả vừa mới đi kiểm định về. Trong khi đó, bà Natsue được cho là sống sót sau vụ cháy nhưng lại thản nhiên mà đi châm điếu thuốc trước mặt Conan. Cuối cùng là Marie không chịu mở cửa phòng cho Conan vào điều tra mà vẫn cứ để xích an toàn chặn cửa, đủ tạo một khoảng nhỏ để nói chuyện, và cũng nhờ khoảng nhỏ ấy mà Conan đã khám phá ra vụ án. Hung thủ chính là Satoru, người ngồi ở phòng C. Đầu tiên, hắn làm giả những tờ giấy trò chơi thám tử nhằm dụ mọi người đổi phòng và khiến Etsuto bước đúng vào căn phòng B. Sau đó lấy danh nghĩa đóng vai hung thủ trong trò chơi để dễ dàng liên lạc và đi vào trong phòng nạn nhân. Khi nạn nhân mở cửa phòng B lần đầu tiên và ngó ra ngoài, hắn đã đi từ phòng C của mình sang. Lúc này do người phục vụ đang đứng ở phòng A, cộng với việc Etsuto đang mở cửa phòng B, khiến Satoru hoàn toàn bị che mất, nên người phục vụ khi ấy chỉ thấy mỗi việc nạn nhân mở cửa mà không hề biết tên hung thủ từ phía kia đã sớm đi vào phòng. Tiếp đến là việc ra khỏi phòng sau khi giết Etsuto mà không bị ai phát hiện. Trước đó hắn đã lén bỏ chiếc đồng hồ tạo tiếng ồn ở phòng E, khiến bà Marie khi ấy buộc phải gọi phục vụ khiếu nại, làm anh này phải chạy xuống cuối hành lang để giải quyết. Đúng lúc này, hắn nhờ một sợi dây đã gắn sẵn từ phòng B của nạn nhân kéo cánh cửa phòng C của mình mở ra. Nên biết rằng Satoru khi ấy đã sớm gắn kín những tấm gương vào mặt trong cửa phòng mình, mục đích là để khi kéo cánh cửa ra, người phục vụ đứng từ phòng E nhìn lên sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Do lúc đó con tàu còn đang đi vào đường hầm khá tối nên người phục vụ đã không nhận ra đó là hình ảnh phản chiếu mà nghĩ rằng phòng A đang mở cửa. Giải thích rõ một chút vì sao người phục vụ lại lầm đó là phòng A. Việc này là do theo thứ tự A, B, C, D, E, phòng C sẽ nằm ở giữa trong khi E là ở cuối. Vì vậy từ C đến E sẽ bằng 1/2 đoạn từ A đến E. Nhưng khi tấm gương được gắn ngay C, từ hình ảnh phản chiếu chúng sẽ cộng thêm vào 1/2 nữa. Từ đó làm người phục vụ đứng ngay E lầm tưởng hình ảnh phản chiếu khi ấy chính là cánh cửa của phòng A.
và cũng nhờ vào việc chọn phòng ở giữa mà chính chúng đã tố giác Satoru. Vì nếu để tấm kính gần quá sẽ dễ bị lộ, trong khi để quá xa, thêm phần chiếu sẽ khiến hành lang trông dài hơn. Từ đó khi nhìn, người phục vụ sẽ nhận ra ngay. Thích hợp nhất vẫn là phòng C. Việc tạo ra ảo ảnh khiến người phục vụ lầm tưởng đã xong. Việc mở cánh cửa phòng C là để bao che cho hung thủ đang bước ra từ phòng B. Đến khi ra rồi thì hắn vô tư đóng tấm cửa phòng mình lại và vờ như vừa đi ra ngoài từ đó. Nhưng điều hắn không ngờ là Conan lúc này do phá án trong trò chơi quá nhanh nên thằng nhóc đã quay trở lại sớm hơn dự định. Từ đó phát hiện ra cái chết ngay sau khi hắn vừa gây án xong. Đồng thời thủ thuật tạo căn phòng kín lại vô cùng đơn giản. Hung thủ vốn đã lẻn vào phòng B từ trước chuyến đi để gắn thêm vào chốt an toàn một mắt xích. Từ đó với chiều dài vừa đủ, hắn hoàn toàn có thể tự do đóng mở nó từ bên ngoài. Và lý do khiến bóng đèn báo phòng A hư đúng lúc là do ngay từ đầu hắn cũng đã lẻn lên tàu để phá hỏng nó. Cộng thêm việc lưu sẵn âm thanh chuông, từ đó chỉ cần bật lên, khi phục vụ nghe thấy tiếng mà không thấy đèn phòng nào sáng sẽ tự mặc định là của phòng A. Phối hợp phá án, Ray cũng tháo khung của bức tranh mà Satoru mang lên tàu, ngay lập tức phát hiện ra những tấm kính mà hắn đã chuẩn bị. Nói đến đây thì hung thủ cũng đã hết đường chối. Lý do khiến hắn làm việc này xuất phát từ việc báo thù. Vốn vụ cháy năm xưa là do Etsuto làm nhằm che giấu việc mình ăn cắp tranh nơi ấy đem bán. Vốn chẳng biết gì, đến 3 năm sau, khi nhìn thấy những bức tranh trong vụ cháy được hắn đem đi bán, Satoru mới phát hiện ra sự thật. Vốn khi dựng lên kế hoạch này, hung thủ đã có ý tha nếu như Etsuto tỏ ra hối lỗi. Nhưng đến cuối cùng trước khi chết, Etsuto lại bộc lộ sự hưng phấn của bản thân về vụ cháy năm xưa, khiến cho một người phải mất vợ trong đám cháy ấy đã tức giận mà ra tay giết hắn. Hiện tại đã tóm được hung thủ, nhưng ngay khi mọi chuyện xong xuôi, vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết là nhóm người của tổ chức đang trà trộn vào đây bắt Haibara. Và Conan dường như đã sớm nắm bắt được thông tin này, nên trong lúc phá án, mẹ của thằng nhóc cùng một người cộng sự cũng đã âm thầm lên chuyến tàu để hỗ trợ cho con trai. Yukiko đã gặp Vimeo và nói nếu như chúng tôi giành quyền ưu tiên trước thì cô sẽ buông tha cho Sherry chứ. Khi đã nắm chắc phần thắng, nhưng tất cả dường như đều bị Vimeo bắt bài. Cần biết rằng thời điểm này, khi Conan vừa phá án xong, cô đã ngay lập tức hô hoán có cháy, khiến mọi người đang tập trung ở khoang số 8 chạy ngược lên. Biết thừa tính của Haibara sau khi cảm nhận thấy nguy hiểm, sẽ lập tức tỏ ra dè chừng. Đồng thời trước đó Vermouth còn tiến hành cải trang thành Akai để xuất hiện gần cô nhóc, khiến Haibara cảm nhận được sự tồn tại của tổ chức mà uống viên thuốc giải độc. Đến khi được báo là có cháy, tâm lý đang hỗn loạn, chắc chắn Haibara trong tình trạng là Sherry, cô sẽ tự nộp mạng cho chúng mà chạy về khoang số 8. Và đến khi Conan gọi điện cho Yukiko, thông báo về sự vắng mặt của Haibara cùng mọi người, chúng như đã thừa nhận suy đoán đó của Vermouth là đúng. Việc bây giờ là Ray sẽ đứng đợi ở nhà kho khoang số 8, chờ Sherry chạy đến, tiến hành cho nổ nơi liên kết giữa nhà kho và đoàn tàu, khiến nơi này đứt ra, tạo thành một nhà tù di động để giam giữ Sherry. Sau đó bọn chúng sẽ cử trực thăng đến để bắt cô. Nhưng dường như có vẻ, Vermouth đã có bước đi riêng cho mình, khi từ sớm đã cài chất nổ C4 bên trong nhà kho khoang 8, nơi sẽ nhốt Sherry, nhằm giết luôn cô thay vì bắt sống như ban đầu. Nhận ra điều này, Ray đã yêu cầu Sherry lập tức ra khỏi đó, nhưng cô lại từ chối và đóng cửa lại như có ý muốn chờ chết. Nói đến đây, Ray cũng đành chịu. Trong khi đó, đây là thời điểm Akai được cho là đã chết, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Ray, quăng về phía anh quả bom rồi lại biến mất. Điều này làm cho nơi Ray đứng phát nổ, kéo theo đó là nơi Sherry đang ở cũng nổ tung. Sau đó vì chạy nhanh mà Ray thoát chết, con tàu vì vụ nổ mà buộc phải dừng lại. Nhưng sự xuất hiện của một kẻ đã chết như Akai đã khiến anh một lần nữa phải điều tra lại từ đầu về cái chết khi xưa của Akai. Trong khi đó, Vermouth vẫn còn đang đắc thắng khi trà trộn vào đám đông xuống tàu. Thế nhưng đến lúc nhìn thấy Haibara vẫn còn đang sống sờ sờ trước mắt, chúng dường như đã khiến bà hiểu ra gì đó. Để lý giải chuyện này, cần quay ngược về thời điểm khi bước lên chuyến tàu. Sonoko từng nói tháng sau, Kid sẽ đến đây. Từ đó để chuẩn bị cho vụ trộm, Kid buộc phải đến trước để thăm dò vị trí. Và người cậu chọn cải trang thành chính là Hiruka. Lúc Conan kêu mọi người chạy dọc hành lang, mục đích là để tìm ra tên Kid. Không những thế, cậu còn thừa biết ai là hung thủ khi lúc vụ án diễn ra. Khi đẩy đồng bọn của mình trên chiếc xe lăn qua phòng B và C, Kid đã sớm phát hiện ra sợi dây mà tên hung thủ dùng để kéo mở cửa. Nhưng sợ phiền phức nên cả hai đã không khai ra chi tiết đó. Và để không bị thằng nhóc phá đám trong công cuộc điều tra cho vụ trộm, Kid buộc phải hợp tác với thằng nhóc, đổi lại Conan sẽ im lặng cho qua. Thứ thằng nhóc cần siêu trộm làm là cải trang thành Sherry đi đến gặp Ray, trong khi Haibara sẽ được Subaru mang đến phòng an toàn. Và Subaru cũng chính là người cộng sự đi theo Yukiko hỗ trợ thằng nhóc. Đến khi đối mặt với Ray, anh lại một lần nữa về với thân phận là Akai, khiến Ray giật mình. Nói như vậy, Vermouth mới là người bị Yukiko dắt mũi. Và đến cả cuộc gọi của Conan để thông báo cũng là do thằng nhóc giàn dựng. Nhưng người bị chơi một vố lớn nhất ở đây không phải là Vermouth,
mà chính là Jin khi được Vermouth thông báo là đã tiêu diệt được Sherry nhưng cuối cùng lại bị lừa. Và cú lừa ấy vẫn được kéo dài đến tận hiện tại mà hắn vẫn chẳng hề hay biết. Nhưng đến khi vụ án kết thúc, Vodka vẫn chưa một lần được chúng mình nhắc đến, thì cũng đừng lầm tưởng hắn không có liên quan đến sự kiện này. Trong lúc Jin đang đứng đợi chuyến tàu đến ga và đợi tin Vermouth bắt sống Sherry, thì Vodka bất ngờ thừa nhận lúc trước cô đã hỏi mình về C4. Dù không biết Vermouth muốn làm gì, nhưng hắn vẫn cứ hồn nhiên mà đem nó cho cô. Cuối cùng mới rõ là do Vermouth muốn giết luôn Sherry nên mới cho nổ cả toa tàu. Nói đến đây thì một phần của vụ nổ lớn ấy là do Vodka đã cung cấp C4 cho Vermouth, tiếp tay cho cô trời lớn, để rồi khi kế hoạch đổ bể, Vermouth đã ém nhẹ đi chuyện đó mà khiến Jin lầm tưởng Sherry đã chết cho đến tận bây giờ. Nếu đã xem tới đây thì ngại gì không cho chúng mình một like và subscribe ủng hộ nhỉ? Rất nhiều bạn xem nhưng quên mất subscribe cho kênh, thế là bỏ lỡ mất những video vô cùng hấp dẫn của chúng mình. Thế nên nhớ bấm like, subscribe, tiện thì đăng ký luôn cả hội viên, giúp chúng mình thoát cảnh nghèo đói nhé. Và với đầu óc khở khạo, trong phần video về tiểu sử Vodka, chúng mình cũng đã từng đề cập việc không đánh giá cao năng lực của hắn bởi chạy thì dở mà bắn súng thì tệ, chỉ giỏi mỗi việc lái xe. Và ngay sau đây, thông qua vụ án âm mưu của tổ chức, sẽ là chứng minh cụ thể cho những gì mà chúng mình nói. Để bắt đầu câu chuyện, ta phải tua thời gian về 3 ngày trước. Một điều tra viên trong lúc theo dõi thành viên trong tổ chức đã bị bọn chúng phát hiện và giết chết. Từ đó, thông tin liên lạc giữa các thành viên FBI đã bị lộ ra ngoài. Ngay lập tức, tổ chức đã mai phục căn cứ điểm của FBI, khiến bọn họ chịu thiệt hại nặng. Vẫn không tin bản mật mã mà mình đã tạo ra bị tổ chức bẻ khóa được, Jim và Chang đã cố tình tạo ra một mật mã khác để thông báo về địa điểm và bản thân sẽ tự đến đó để kiểm tra. Mục đích là để xem tổ chức có giải ra được nó mà mò đến hay không. Nhưng có vẻ như hai người bọn họ đã quá tự tin, nên khi vừa đến nơi, cả hai đều bị Jin cùng đồng bọn mai phục. Người bị bắn chết tại chỗ, người còn lại chọn cách nhảy lầu và cũng tắt thở ngay sau đó. Đúng lúc này, Conan cũng vừa vô tình đi học qua. Bị thu hút bởi tiếng động, thằng nhóc đã mò đến hiện trường và phát hiện ra tấm thẻ FBI trong túi nạn nhân. Từ đó Conan dễ dàng nhận ra đây là thành viên của FBI. Đến khi thằng nhóc nhìn lên thì cũng là lúc Vodka đang ngó xuống. Ánh mắt ta chạm nhau. Jin đã hạ lệnh cho Chianti bắn chết Conan, nhưng kia đã ngăn lại vì cho rằng ở hiện trường người dân đã bắt đầu kéo đến. Cứ như thế, tổ chức đành tạm thời rút đi và chờ động tĩnh tiếp theo từ FBI. Lúc này, FBI như đang ngồi trên đống lửa bởi thiệt hại nặng về người. Đã thấy địa điểm họp mặt cũng bị lộ nên đành phải đến nhà cư đồ trú tạm. Trong khi đó, nhận thấy sự việc có liên quan đến tổ chức và cái chết của thành viên FBI, Conan đã hốt hoảng mà chạy về nhà mình để tìm Akai và phát hiện ra cả FBI đều có mặt ở đây. Gọi là mật mã trao đổi địa điểm cao siêu gì chứ? Chỉ vừa liếc qua, Conan đã giải được chúng. Từ đó mọi người đã quyết định dùng chính nó để dụ tổ chức ra, bằng cách tạo ra thêm một mật mã nữa dụ bọn chúng đến. Lúc này mọi người sẽ được bố trí mai phục xung quanh và ập vào bắt đám người áo đen đó. Trên lý thuyết thì đây là một cách hay. Vì Vermouth sau khi nhận được mật mã mới từ FBI, cô cùng đồng bọn đã quyết định đến địa điểm được ghi để săn người. Nhưng đó là trường hợp người tạo ra mật mã ấy là Conan. Những thành viên trong tổ chức sẽ không nhận ra được sự khác lạ. Tuy nhiên, người làm chúng lại là Jody. Với trình độ tiếng Nhật của cô được dạy bởi một giáo viên tiểu học nên lúc soạn mật mã, Jody đã làm xảy ra một số vấn đề. Được biết ở tiểu học, dùng hệ phiên âm Kunrei Shiki, trong khi đặc vụ đã tạo ra bản mật mã này lại dùng hệ phiên âm Latin Hepburn. Nên ý định bẫy tổ chức đã bị bọn chúng nhìn ra được mà tiến hành phục kích ngược lại FBI. Bẫy trong bẫy khiến thành viên FBI người bị thương, kẻ thì chỉ biết đâm đầu chạy trốn. Đến khi bị bắn xuyên vai, Kaimo còn đâm xe thẳng xuống biển. Khi nước bắt đầu tràn vào bên trong, anh vẫn còn đang sống sót. Nhưng vì áp lực nước đẩy kính ép vào khung cửa sổ nên Kaimo đã không thể mở nó mà bơi ra. Thế nên cũng vì vậy mà Conan đã hướng dẫn anh đợi đến khi không khí còn khoảng 20cm, hãy hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe mà bơi ra ngoài. Vì khi nước ngập vào xe sẽ khiến áp lực trong và ngoài cân bằng, từ đó cửa sẽ dễ mở hơn. Sau khi thoát ra nhờ dòng hải lưu, Kaimo đã trôi đến đảo Umizaru Shima. Tình hình bây giờ có vẻ là đã an toàn và phía FBI sẽ cử người đến cứu Kaimo khỏi đó. Nhưng do cả người đều ướt sũng sẽ làm giảm thân nhiệt, nên Conan đã hướng dẫn Kaimo tạo ra lửa hong khô quần áo và sưởi ấm chỉ bằng một cục pin. Vốn đều có ý tốt giúp anh tồn tại trong thời gian chờ cứu hộ, nhưng Kaimo lại chọn đốt lửa ngay trên bờ biển thay vì trốn đâu đó kín đáo. Ánh lửa đã thu hút Jin đang định rời đi thì chuyển hướng đến hòn đảo để bắt Kaimo cho bằng được, vì trước đó nghe Con khẳng định bản thân đã từng nhìn thấy anh ở đâu đó. Đến lúc này thì Kier, người ngay từ đầu vẫn luôn liên lạc hỗ trợ FBI, này cũng hết cách. Vì để bảo vệ thân phận, cô đã khẳng định
Lần này nếu được yêu cầu, cô sẽ không một chút khoan nhượng mà bắn chết Kemo trước mặt tổ chức. Và không chỉ riêng gì Kier, những người khác đều đã lên nòng súng và sẵn sàng bắn chết anh. Cơ mà không có Kier hỗ trợ thì bên cạnh Kemo vẫn còn có Akai chỉ dẫn từng chút. Để anh lẩn trốn và giữ ấm, Akai đã hướng dẫn Kemo làm thuật độn thổ bằng ba cái bao, băng keo và ống hút. Mục đích là khi chui vào trong cái túi và phủ lá lên, Kemo sẽ tạm thời thoát được sự tìm kiếm của bọn chúng. Nhưng trong lúc thu thập những thứ cần thiết, Vodka và Chianti lại vô tình bước vào nơi Kemo đang trốn. Bọn họ ra sức bắt anh, nhưng do không biết mạng Kemo lớn hay não Vodka quá bé mà hắn hết bắn hụt, nay còn dẫm phải hạt cà phê mà ngã nhào ra đất. Và cũng vì để anh chạy thoát, nên khi Kemo vừa thoát ra được bên ngoài, dựa vào hướng dẫn của Akai, Kemo đã kịp thời gian dùng những cái bao để trốn xuống lớp lá. Mặt khác, khi nghe thằng em trai khờ khạo báo cáo với những hạt cà phê rơi trên đất mà không được để trong túi, hắn ngay lập tức nhận ra kế sách mà Kemo đang sử dụng. Thay vì mất công tìm hiểu, Rum đã trực tiếp hạ lệnh đốt cả hòn đảo. Khi nóng lên, kiểu gì Kemo cũng phải chạy ra. Đúng như dự tính, Kemo đã xuất hiện ngay khi ngọn lửa vừa bùng lên. Khi ấy giữa hai phe đã có màn đuổi bắt chạy đến tận bến cảng. Từ bên trong bờ, cả Conan và Akai đều nhìn thấy Kemo đang bị dồn vào đường cùng. Nhưng Akai vẫn quyết định kéo anh chạy, trong khi phía Jin hạ lệnh hãy bắn thẳng vào tim con mồi để lại khuôn mặt cho hắn. Và hai phát súng nổ ra cùng một lúc. Một là của Akai từ đất liền, hai là của Chianti bắn thẳng vào lưng Kemo khiến máu phun ra và anh theo đó cũng rơi xuống biển. Để cho chắc chắn, Jin có định sẽ ném xuống dưới một quả lựu đạn, nhưng hành động này đã bị Akai ngăn lại bằng một phát súng cách 1.300 thước. Sau đó là liên tục những phát súng chính xác khiến tổ chức bắt đầu rén mà núp vội. Lúc này phía bên kia, tàu chữa cháy cũng đã đến. Trong khi Jin nghĩ Kemo đã chết nên hắn ngay lập tức hạ lệnh rút lui và tạm dừng cuộc tấn công. Trong khi đó, dù đã để Kemo chạy mất, nhưng Con cũng vừa kịp nhớ ra người đàn ông này từng có liên quan đến Akai 2 năm trước. Khi anh còn đang trà trộn trong tổ chức, biết Kemo là gà của FBI, nhưng sau phát súng ấy, Jin hay Ram đều chắc như bắp anh đã bỏ mạng. Nhưng lại không ngờ rằng ở nhà Kudo, Kemo vẫn còn sống sờ sờ. Đã thế để là giả làm người chết như Akai, Kemo sau khi trở về còn phải cắt tóc và thay đổi diện mạo một chút. Đến khi Kemo bình an ngồi đây, thì thủ thuật mà Akai đã sử dụng để giúp người đồng nghiệp giả chết mới được chính anh và Conan tường thuật lại. Chiếc mũ là anh đưa cho Kemo khi người này đối đầu với tổ chức. Thực chất là chiếc mũ được thiết kế để có thể phun ra máu ra. Trước khi bị bắn, Kemo đã lấy huyết tương trong đó ra và chia làm hai, đặt ở trước ngực và sau ngực. Từ đó chỉ cần Chianti bắn vào phía sau, chúng nơi chứa huyết tương, chúng sẽ bắn ra như máu thật. Trong khi đó Akai từ trong bờ đã bắn trúng phần ngực, khiến huyết tương ở phía trước cũng phải phun ra theo. Tạo cảm giác như thể viên đạn của Chianti đã bắn xuyên qua người Kemo. Và để anh không bị thương bởi viên đạn bắn vào lưng, Kemo đã vác trên lưng mình 2 gam giấy được lấy trên hòn đảo. Cuộc chiến giữa hai phe cứ như thế mà tạm thời khép lại với kết quả 1-1. Khi FBI tổn thất nặng nề về người thì tổ chức lại bị dắt mũi về cái chết của Kemo. Đã thế phần cuối chương, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào diện mạo của Ram lần đầu tiên đã được công bố với độc giả. Bởi lẽ đó mà dường như đây là vụ án được tạo ra chỉ để phục vụ mục đích công bố hình dạng của Ram và khiến người xem tập trung vào nhân vật này. Kẻ đứng thứ hai trong tổ chức. Từ đó tạo ra cảm giác những nhân vật còn lại đang bị dìm xuống chỉ vì để nâng Ram lên. Do đó không chỉ Vodka khờ khạo vấp ngã ngay đúng lúc quan trọng mà EQ của Jin hay Vermouth trong vụ án này cũng thực sự có vấn đề khi mọi chuyện dường như đều phải đợi Ram khai sáng. Tuy nhiên nếu tạm bỏ qua sự thông minh lên xuống thất thường của Jin thì có vẻ như từ đầu đến cuối chỉ có mình Vodka là giữ nguyên phong độ toàn thất bại. Do đó xem Vodka ngầu là vậy nhưng chỉ nên nhìn cách anh ta nói thôi. Đừng nhìn cách nhân vật này làm, không khéo lại bị những pha sấy hết băng đạn của hắn làm cho mù mắt. Và đó là top 4 những vụ án chứng minh độ khờ khạo của Vodka. Ngoài 4 vụ án trên, anh em còn biết thêm vụ án nào khác không? Hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video sau. See you.